Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chạm trán nhau trong trận tứ kết của Euro 2024, một cuộc đấu quyết định ai sẽ tiến vào bán kết và gần hơn nữa với giấc mơ vô địch châu Âu. Đây là một cuộc gặp gỡ nảy lửa giữa hai đội bóng có phong độ rất ấn tượng trong giải đấu lần này. Hà Lan, sức mạnh từ dưới sân. Đội tuyển Hà Lan đã có một hành trình khá mạnh mẽ ở Euro 2024 dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman. Sau khi trải qua một vòng bảng không mấy ấn tượng và chỉ xếp thứ 3 ở bảng D, Hà Lan đã nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin với màn trình diễn ấn tượng ở vòng 1/8 khi đánh bại Romania với tỷ số 3-0. Đội hình của Hà Lan được đánh giá là một trong những đội hình mạnh nhất của giải, đặc biệt là ở hàng phòng ngự với sự hiện diện của những ngôi sao như Nathan Ake, Virgil van Dijk và Matthijs de Ligt. Trong khi van Dijk và Ake đang thể hiện phong độ vững chắc, sự vắng mặt của de Ligt do chấn thương là một mất mát đáng tiếc. Tuy nhiên, sự xuất sắc của trung vệ thay thế và sự hỗ trợ từ các cầu thủ khác như Memphis Depay, Cody Gakpo và Xavi Simons đã giúp Hà Lan vượt qua thử thách. Về mặt chuyên môn, Hà Lan đã cho thấy một sự ổn định đáng kể trong các trận đấu gần đây. Họ đã giữ sạch lưới trong 8 trận đấu quốc tế gần nhất và có được kết quả thuận lợi từ những chiến thắng tại Euro 2024. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng duy trì được sự vững chắc này, như lúc phải chịu thua trước một số đối thủ mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ, sự cố gắng và sự đột phá. Trái ngược hoàn toàn với Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng với phong độ ấn tượng và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Họ đã chiến thắng một tuyển Áo mạnh mẽ trong trận ủy nhiệm đầy kịch tính, đánh dấu một bước tiến lớn đối với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là đội duy nhất tại Euro 2024 mà từ đầu giải đấu đến nay họ chưa một lần giữ sạch lưới. Điều này cho thấy một phần thực tế về lối chơi táo bạo của họ, nhưng cũng là điểm yếu tiềm tàng mà Hà Lan có thể tận dụng. Mặc dù thiếu vắng hai trụ cột là Orkun Kokku và Ismail Yüksek, do án treo giỏ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có đủ sự chuẩn bị và sự tự tin để đối đầu với một đối thủ mạnh như Hà Lan. Lịch sử đối đầu Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một lịch sử đối đầu rất phong phú trước đây. Cho đến nay, có tổng cộng 14 trận đấu được ghi nhận giữa hai đội, với sự cân bằng khá rõ ràng trong kết quả. Hà Lan đã giành được 6 chiến thắng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng có được 4 chiến thắng và 4 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Các trận đấu giữa họ thường mang tính chất căng thẳng và không dễ dàng để dự đoán kết quả. Trận gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 9, 2021, trong vòng loại World Cup 2022, khi Hà Lan đã có một chiến thắng đậm đà 6-1. Tuy nhiên, sự phát triển của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ từ đó đến nay cho thấy rằng họ đã có được sự tiến bộ đáng kể trong cách chơi và chiến thuật, dự đoán và kỳ vọng. Trận đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ tại tứ kết Euro 2024 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và đáng chờ đợi. Hà Lan, dù được đánh giá cao hơn về lực lượng và kinh nghiệm, sẽ phải đối mặt với một Thổ Nhĩ Kỳ rất quyết tâm và không dễ bị khuất phục. Sự vắng mặt của De Ligt có thể là một yếu tố đáng chú ý, nhưng các cầu thủ thay thế của Hà Lan cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình. Dự đoán của tôi cho trận đấu này là Hà Lan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1, nhưng sẽ gặp không ít khó khăn từ một Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh. Màn trình diễn của Cody Gakpo và sự ổn định từ hàng thủ của Hà Lan có thể sẽ là yếu tố quyết định. Hãy cùng chờ đón và xem liệu dự đoán này sẽ thành hiện thực trong trận đấu sắp tới. Kết luận, trận tứ kết Euro 2024 giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng, mà còn là một cuộc thư hùng giữa hai nền bóng đá có lịch sử và tầm ảnh hưởng rộng lớn. Hai đội đều đã có những bước tiến lớn trong giải đấu lần này, và sự nỗ lực của họ chỉ để nhắc nhở rằng bóng đá là môn thể thao của những bất ngờ và cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu thấy thông tin mình chia sẻ có giá trị, đừng ngần ngại bấm like, share và đăng ký để tạo động lực cho mình duy trì kênh nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công và may mắn.